Đây, quen quá chắc nha mọi người. Cái gì số 1? Đây là số 1 nè, số nè. Ngay chỗ này bán nó không có số. Số ít quá, số không đủ. Bình thường thì 6 số. Này, số 1 nè, đều trước. Vậy xong lên số 2. Còn mấy cái này thì chưa có, không có ghi số. Cái này là màu nè, màu cam nè. Có sách hướng dẫn nè đó. Bình thường thì 13 lít nè, đổ 13 lít nước nè, vì mình này mình pha một thùng nha, thùng này là mười mấy lít nè, gần 20 lít mình xài. Xài khoe đặc đặc tí cũng được, rồi mình bán thì mình đổ lon lỏng tí, này mình pha mình xài. Rồi hoa rồi đổ cái bình hai vô. Chỉ có chai nhỏ thôi. Vậy lấy mấy chai đó chi hả? Mày mua hả vậy? Trả tiền hả vậy? Mua nước, mua nước. Không, ý là con đòi tiền đâu? Trả lại đã, kêu mua canh không, mình định nước. Mua canh xong. Kêu không có bán. Không bán thì trả lại. Tại vì đi mua nước. Mua tiền về trả cái chai đó rồi. Mua vào bà kìa, có chỉ đó cái cành đó không kìa? Có, có chỉ rồi. Rồi đi mua. Không có rồi. Chưa, vô cái bình trắng đi. Quậy vô quậy giấy rồi nè, nó ăn nè. Hả? Bột trắng. Kia là cái đệm cái bên là nó gây gây từ 1 tới 6 luôn á. Còn này ghi từ 1 tới 2 mà. 3. Ừ. Đấy, phía trên nè, ở đó trên nước á, nó đều ra để vòng vòng chỗ một cái đóng cục. Còn cái quá chắc mà nấu sữa đó kìa, ấy nó ý hiệu ấy nấu cái gì à, ờ dầu gội. Ừ, đóng cục không đậu chống chống vừa đóng cục nha. Đó, đặt rồi đó, đổ quá chắc đó vô đã đặt rồi đó, rồi đó.
này bọt không, bọt nè, này bọt nè không. Này vô không? Anh chưa? Rồi đó lại mua bánh rồi. Đó lại mua bánh rồi. Chị đó mà tối rồi đó dành đang mua heo. Mua heo bông bóng mà. Gì để dành gì đó. Nhưng mà bông mà. Hả? Nhưng mà bông bóng mà. Tắm gà. Ủa ngoại không đi không à? Vậy giật về giật đâu đó. Vậy ngoại không đi luôn. Đâu đi? Chứ đâu về lại. Từ từ. Đi đi mà. Không cục vậy. Hả? Không cục có bọc qua rắn mẹ. Cải không đều, gỡ chỗ mà cũng đóng đục. Cái này làm sao? Cái bột nãy á. Nhiều mà thương nè. Phải rồi. Thương nè. Ừ. Thương nè. Này chắc bọt quá. Một bánh này để lên heo ăn. Hmm?
Trắng này hả? Trắng. Quay lâu lâu nha, cho nó thấy tan hết nha. Nó đặt ở thấy nặng tài đó. Bối phải bối rồi. Tan hết để muối được, tan rồi để muối vô rồi nó bị đóng cục theo qua đó. Muối nè. Đó, nóng cục rồi đó. Hả? Màu đó còn bột hả? Ờ, bột. Ấy hỏi kêu cái này quay nước mà. Cái này quay gì á? Hương. Có hương không? Nó hương luôn à. Này hương gì? Hương chanh. Hương chanh nè, đổ vô nè. Mm-hmm.
Này quay này làm 5 phút à. Đi xong đổ màu vô là rồi đó. Này này chỉ mình quay cách khác, quay cách khác. Đó, nhớ lên đó. Nhớ lên thấy kẹo kẹo. Được. Quay hơi nữa kẹo gì. Đóng như nước. Nó này bán này đổ nước thêm. Bán đổ nước thêm. Này được rồi. Ừ, nhiêu gì được rồi. Xài nhiêu là thấy hơi lỏng rồi. Nhà xài quậy đặc tí.